Một cuộc tìm kiếm không ngắn, cộng với những cuộc trò chuyện tâm can rất dài về cuộc ly tán bắt đầu từ sự ra đi của người mẹ vào năm 1972 đã dẫn chúng tôi đến hai tấm hình này. Những tấm ảnh chụp trước ngày ly biệt không lâu. Ngày đó, chị ấy được gọi với cái tên là Hệt bởi chị giống hệt mẹ. Tuy nhiên, cho đến chính lúc này, lúc chúng ta đang nhìn thấy những bức ảnh đã cũ hơn nửa thế kỷ, thì chị ấy vẫn chưa được nhìn thấy chúng, chưa hề được biết mình đã giống hệt mẹ và mình từng được gọi với cái tên là Hệt. Khi như chưa hề có cuộc chia ly đặt chân xuống bến xe Quảng Ngãi, anh Võ Thanh Quang ra đón. Vợ chồng anh có thâm niên 30 năm, vừa làm thầu, vừa làm thợ xây, rất có uy tín. Là 12 năm mà chưa ở, nhà tìm mây sờ ba này, nhà tìm mây này. Là mình xây lên luôn hả? Xài được thì mãi mà. Là nhà cháu Hú ta hả? Cái vỗ mà cả xóm đều khen quá là vỗ mà. Mình làm cái nhà này là cô chú xây luôn à? Chú cô cũng làm cho mình vợ đó, rồi đằng sau làm anh ông lớn tuổi ông nghỉ, bắt đầu là chuyển hết cái đường cho chú lột, nói chung là có má mát dần vô rồi, anh nghỉ anh vô cho chú. Chú đi ra cho nhận riêng. Rồi má hết việc rồi tôi bưng bún. Anh chị mới nghỉ nghề xây dựng mấy năm theo yêu cầu của con cái. Thế nhưng thay vì ở nhà thảnh thơi, chị Tân lại xin đi phụ việc quán ăn. Còn thiếu gì nữa mà phải làm, nhưng tính chị là vậy, cứ luôn chân luôn tay. Ủa hồi con thì con thế như chỗ bà ít mà không thế à? Gia đình của rồi cô cũng không đi hạt đi đùi gì hết, giờ phụ cơm nước cho bà mẹ mù á. Rồi lớn lên rồi hồi lúc 16 tuổi đó thì cô đi làm nghề xây dựng đó, đùi miết tới bây giờ luôn. Cô dọn 11 giờ kém với mới sang, cô rửa chén rửa nồi nè, cô không biết buôn bán. Ban đầu là đi phụ hồ trong đội của mấy ông anh, rồi được các anh để lại đồ lề cho sử dụng. Hai vợ chồng đã dần làm nên sự nghiệp. Anh chị đã nuôi con cái trưởng thành, không những thế còn lo cho mỗi con một cơ ngơi riêng. Nói chung là mẹ là mẫu người của gia đình, lo con, lo chồng. Là đi lòn về là lo con lo chồng chứ không ít có đi chơi lắm. Nói chung là cuộc sống của mẹ em mà bây giờ nó bỏ quý gia đình lắm. Bà thương bỏ quý lắm, bà trân trọng cái gì mà gọi là gia đình lắm. Nên là tụi em đây này là gần 40 tuổi rồi mà mẹ bà lo đủ thứ ấy. Thế là bà không vẫn còn lo. Ê, lo cũng vậy cho thôi. Em sao lo cho con em nữa. Nên là mẹ là người phụ nữ gọi là tuyệt vời.
nhà cô đang ở bây giờ là đất của ba chồng cho. Bà mẹ chồng mới chia lựa là 6 người con trai, nam đứa con gái. Khá sàng, nam con. Khá sàng, khá lồ, đã lồ, con lồ. Dạ. Đồng trước á. Con thấy cô Tân chịu khó ghê, bây giờ có nhà, có cửa, con cái đi làm rồi. Nó làm cho con không? Nó làm cho mà con không cho làm, mà nó không muốn làm á. Hồi đó nội đi hỏi cưới cho con trai thì nội có biết cô Tân là con nuôi của gia đình ông không? Biết là nghe nói là bà tự ở thu nghệ. Có là giảng gì bà già nuôi cái bậc không biết khó cái chuyện á. Coi như nó là con nuôi, chứ mà nó không nuôi á, con nuôi là không làm giao ở ngoài được. Là ông đó là, bố bà đó là ăn vốn trọng một nhà. Mà bây giờ nó là con nuôi và mới làm phương được, chứ con đá không làm phương được. Chị Tân là một người thất lạc gia đình. Chị là con nuôi của gia đình cụ Lê Phụng, họ hàng với nhà bà Sớt, ở cũng gần nhau. Năm cụ Phụng nhận nuôi con nuôi, đất nước vừa mới hòa bình được hơn một năm. Một cái tay nhé, mình ngày trưa á, mình về nó một tay nữa, một tay tăng á, là gia đình nuôi đặt về cho nó theo phía bên nuôi. Là bao cũng đặt tặng. Tay tăng đó là phần nó cũng ăn ngay đẹp. Nói chung là sau đó để làm ghế tờ. Dạ. Giấy tờ để cho nó phù hợp với gia đình đấy, cho nên là đẹp là liên tục tăng. Rồi đó là anh chị kia là có nhà riêng rồi, còn anh chị đang ở chung với con trai nữa ở cùng một nhà. Cả xóm nào cũng đâu có biết, chỉ là nó theo chị nó ở trong xứ nghệ đó, rồi bây giờ con nó đông quá không luôn nó dẫn về đây đi vô trong già. Mà biết cái sau này những người mà cao tuổi đó nó kêu già sao có con ra được. Vậy là chính xác là về đến đất con bà ấy thì 10 năm 76. Con 10 năm 76 năm thìn đúng không? Năm thìn con mừng năm thìn rồi con 11 anh đám cưới. Năm con mừng đám cưới em 16. Nhớ vậy thôi chứ em không biết năm mắm. Nhớ đám cưới của cô đó. Em đám cưới cô chú. Năm nhận nuôi đứa bé, cụ Lê Phụng đã ngoài 70. Cụ Nguyễn Thị Quý thì mù lòa. 6 người con của các cụ đều đã lớn. Người con út Lê Xuân Lâm hơn chị Tân tới 10 tuổi. Người đưa đứa bé 8 tuổi về cho cha nuôi là con gái của cụ Phụng, bà Lê Thị Tám. Bà lấy chồng trong Đồng Nai, năm đó về nhà để dự đám cưới cậu em út. Suối Nghệ và Quảng Tây là hai xã nay thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là nơi gái được đưa đi. Cách khoảng 700 km không thể là lý do duy nhất khiến chị gái không tự tìm về. Cái lúc đó ông già nuôi đó, ông không có cho tìm hiểu một cái thông tin gì hết. Ông cứ kêu về đây rồi là con chính thức của ông thôi. Ông kia về đây là cũng như con của ông rồi chứ không có tìm ở đâu nữa. Mà lúc đó mình còn nhỏ thì mình đâu có cửa lại được. Về đây nhiều hồi cô cũng ân bỏ nhà đi. Mà cô nghĩ tới quên nghĩ lui cô kia bây giờ mình đi nữa thì nó lọt lửa rồi. Mình cũng sợ. Đến khi mình có gia đình rồi thì mình mới tự do. Mình mới tìm được thì lúc đó nó hỏi lại chị thì chị kêu mất lóc rồi. Hơn 10 mấy năm thì cô có gia đình rồi cô mới tự do được thì cô đi tìm không được nữa. Nhưng việc chị gái không quyết liệt tìm về Châu Đức lại có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Châu Đức không phải là nơi thân thuộc với chị. Châu Đức không phải là quê hương của chị mà chỉ là một nơi trung chuyển ngắn ngủi trong cuộc thất lạc này. Nói chung hồi đó nhỏ quá cô cũng không nhớ. Hồi cô biết là cô có 4 chị em. Mà chắc chắn là má mắt rồi đó. Má mắt có lúc đó cô còn bé chứ mà hồi đó cô không biết mắt. Nhưng mà sau này cô nghĩ lại là cô biết. Rồi
bốn chị em mà ông ba ông đi cứ lao lao ông về cho ông không có ở nhà thường xuyên, mà có hơi chị rồi mới đến cô, mà sau dần dần ông cho một chị đi rồi, cái rồi sau nè ông cho một chị đi nữa, còn cô với một cái thằng em cô thì ở nhà chung với bà nội đó. Chứ rồi sau này thế sao không cho luôn cô hay sao á, họ tới là dẫn đi. Dẫn đi thì cái lúc đi đó là cái chị mà dẫn cô đi của chỉ có nam với con rồi. Rồi chị gấp chỉ là ở quê, cô nhớ là gấp chỉ là ở quê nhân. Chứ mà cô dẫn cô đi là đi trên, trên tàu đó, đi tư lao lắm. Mới tới bằng Vũng Tàu đó, Bà Rịa đó, lúc họ cái Vũng Tàu Bà Rịa xứ Nghệ sau đó, bây giờ cô nhớ là vậy đó. Cái rồi ở đó thời gian thì cô mới nhà cái cô đó có nuôi heo, có nuôi heo thì cô đi hết rau, mà hằng ngày cô đi miết thì không sao ấy, cái bữa sau trời rơ sau cô nấp cái nó lại tối mắt. Tối mắt cái cô không biết đường về nữa. Cái cô mới vô một cái nhà, cái bà già đó, cô mới kêu bà cho con xin miếng nước. Xin nước cái nhà cái bà già đó, thì bà kêu thôi ở đó rồi. Bà có một người con trai với dao về rồi dẫn đi tìm, chứ bây giờ đừng có đi nó tối. Cái rồi sao chị dao đó chỉ về thì chỉ hóa hoàn cảnh của cô như bà đó. Thì cô cũng khơ thiệt thôi, cô kêu là ở với chị họ đi hết rau vậy. Cái rồi bà chị nuôi, bà chị con cho nuôi bây giờ nè. Thì bà mới rủ là thôi về quê ăn đám cưới. Thì hồi đó nghe nói ăn đám cưới thì mình đi thôi chứ cũng không biết là xa hay gần nữa. Cái rồi đây, chị rủ thì đây, đây cái vị ngoài này cái chị đĩa cô ẩn ngoài này luôn. Cái chị đi về mất. Thế xa thời gian cô mới kêu quả. Chứ sao cái chị dẫn con về mà chị không dẫn con đi mà chị để con ở đây. Nó không cho nuôi vậy đó. Cái ông kêu thì bây giờ là cũng như con trong nhà thôi chứ không có đi đâu nữa. Cái đồ ở miết. Ở miết sao cô biết cô con nuôi. Chứ mà cô nói là ông cho nuôi ông không có chịu. Ông kêu là bây giờ ở luôn đây. Rồi là cũng như con chính thức của ông vậy đó. Chứ bây giờ không có đi tìm ở đâu nữa hết chứ. Cái rồi sao miết. Cô có chồng, ông chú đây về thì hơi ban gia đình cũng khổ lắm. Cái lòm an miết cái sau này cô có bào cái thằng út mà năm nay hơi 17 tuổi đó. Cái cô mới đi tìm, hơi là chồng để dành một ít tiền tìm chứ mà không có vô, không có đủ điều kiện mà vô trong Bà Rịa, vô tới quê nhân đó. Thì vô đó nói chung là không biết. Cái rùa họ bà cô á là thôi bây giờ đêm tới chỗ đờ tiền hình đó, nó mới họ nhắn tin trên đời à. Rồi người thân mình có nghe thì nghe, chứ bây giờ biết ở đâu mà tìm. Mà hồi đó cô đi cô cũng có bào mà nó mệt mà nó lại xa xa nữa. Cái vô thì cũng tới đờ phát thanh đó, cũng nhờ họ lên đờ à. Rồi bắt đầu cái cô suy nghĩ lựa là thôi cô nói ông chồng là thứ nhất là mình không có điều kiện, thứ hai nữa là cô xa cô mệt quá nữa, rồi có chuyện gì là bỏ hơi đứa con ở nhà tội. Rồi hơi vợ chồng quay về sau sinh cái thằng nhỏ rồi cái là lò mà ăn để dành một ít tiền thì là gặp cái chương trình này nè. Cái máy anh má chị là bà là thôi bây giờ đừng có đi tìm nữa, biết hồ sơ gỡ đi, chứ bây giờ mình biết ở đâu mà tìm. Cái rồi sao cô biết hồ sơ cô gỡ cái cô không đi nữa, biết đi bây giờ. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là về cuộc đời của một người phụ nữ đã thất lạc ít nhất là 2 lần từ lúc mới 5-6 tuổi cho đến nay. Chị là Lê Thị Tân, và từ đây thì xin được phép gọi chị với cái tên mà chị nhớ là người thân đã gọi chị là Gái.
Trong bức thư mà chị gửi đến Như Chi Hề của Cuộc Chia Ly thì có một đoạn như thế này. Hầu như tất cả các cuộc tái ngộ đều đã để lại trong tôi sự bùi ngùi và hơn hết là một niềm tin mãnh liệt. Tôi tin rằng không những mọi người mà chính bản thân mình cũng có thể có được niềm vui và hạnh phúc ấy. Vâng, chị gái rất là tha thiết tìm gia đình. Giá mà Như Chị Hề của Chili có nhiều điều kiện để có thể có nhiều đội viên tìm kiếm hơn nữa thì tốc độ xử lý thì chắc chắn là nhanh hơn. Thế nhưng mà không có nghĩa là nếu chúng tôi cố gắng hết sức và chúng tôi có nhiều nhân lực hơn nữa thì mọi trường hợp đều có thể tìm ra. Vẫn có những trường hợp mà manh mối thì nhìn thấy và có vẻ rất là dễ dàng, nhưng mà thực ra tìm kiếm thì lại chưa chắc đã được. Tuy nhiên thì bất cứ một cái hồ sơ nào được gửi đến cho Như Chị Hề của Chili thì chúng tôi cũng làm một cái việc, tức là tìm tất cả các cái manh mối liên quan và sau đó sẽ thử đi tìm một lần. Với cái trường hợp này thì cái manh mối mà từ thông tin của chị gái đã cung cấp ấy, thì có lẽ manh mối đầu tiên chính là người chị ở Suối Nghệ, khi đó thuộc về Đồng Nai, mà chị đã được đưa đi từ Suối Nghệ về Quảng Ngãi. Dạ, mấy chục năm rồi mà. Lần đầu tiên gặp cô bé đi lạc, bà Tám đã có hai con sống với ba má chồng ở Suối Nghệ. Mình chứ đâu phải đường như vậy đâu. Cuộc mưa nó lớn rồi nó trôi đầy đường, đi xe đạp không có được. Trước ngày thống nhất, vùng đất này là ấp Suối Nghệ, rồi trở thành một vùng khẩn hoang lập ấp dành cho dân miền Trung tại tỉnh Phước Tuy. Ngày nay, Suối Nghệ được chia làm hai xã, Suối Nghệ và Nghĩa Thành, thuộc huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà chồng của bà Tám ở ấp Quảng Tây, cách trung tâm Suối Nghệ một ngọn núi thấp gọi là Núi Nghé. Một buổi chiều đã sẩm, một đứa bé gái cầm hai củ khoai lang lếch thếch bước vào sân nhà của ba mẹ chồng của bà Tám xin nước uống. Thừ nó vô rồi bỏ gặp, đích thân bỏ gặp nó kể mới bán cho tàu cũng không rõ ràng nữa. Mà giờ bà chết rồi. Là hồi đó dì Tám là ở dưới nhà bà nội? Ở chung với bà nội. Tao đi làm, chiều tao về, về tao thấy... có đứa nhỏ, nó con ai với mẹ mà kêu là cái con này nó đi lạc vô đây, bây giờ mùa hư mùa kia của nó thì nó dơ dáo quá, tao lấy đồ của con này tao tắm rửa cho nó sạch sẽ rồi nó tao biển nó ở đây, nó ở đây nè, bây giờ mày có nuôi nó nở không, tao kêu dạ nuôi nở mẹ cũng tắm rửa rồi, mà lúc nó vô thì tội lắm kìa, chứ không mình mãi nó mình thấy thương lắm. Tay đây một cái này, tay đây một cái này, bốn cái làng mà đùi nó đồ bầm đen à, người ta mới thấy cho nên trời ơi con mình mà đánh con mình như vậy mình đâu có chịu được, mà sao họ nỡ nào mà họ đánh nó như vậy, họ làm y như vậy. Xong chui đời là tao lấy bô mách của Mỹ á, bơi lại mở trang á, tao mới bôi vô cho là coi như bơi miết, tao cũng được sáng là đi là tao cũng bôi, rồi chiều tao về tao cũng tắm rửa tao bôi. Một tuần sau đó, đến ngày bà Tám mang rau vườn xuống chợ bán, thì hay tin người nuôi bé gái trước đây đã đi tìm khắp nơi và giận dữ lắm. Trời ơi, tao nói tao ngồi mà trẻ này mấy chục năm rồi mà sao không biết. Cũng là 20 á, là 20 âm á, tao mới đi về Trung, mà mới có mùng 10 á, ông nội mà nội cũng có thâu. Bây giờ con đi thì con dẫn nó đi đi chứ để lỡ cái tờ ba quả gỡ mình không biết ở đâu được, nó còn nít mà nó ốc quá, là bây giờ con dẫn nó về không mà con gỡ đi. Năm tháng, bảy tháng rồi nó phê rồi con hãy dẫn vô. Nhớ, nó hỏi nó rồi bây giờ cháu có đi với cô không? Nó kêu dạ đi, đi. Tới 12 tao mới dẫn đi. Dẫn về quả là ăn đám cưới cái thằng em út của tao. Là coi như cha tao cũng nói thời đĩa cho cha đi, cha khơi cho làm con nuôi. Vậy là bà Tám cũng chỉ ở được với gái có hơn chục ngày. Sau này, hai dì cháu gọi nhau là chị em và cũng chỉ còn gặp nhau vài lần nữa mỗi khi bà Tám ra thăm quê. Bà Tám cũng chỉ biết người nuôi gái trước đây đã cùng gia đình sang Mỹ từ lâu lắm rồi. Có một điều mà chúng tôi rất là trân trọng. Ngay từ lúc mà chưa gặp chị gái ấy, là chị không có than phiền, không có kêu ca, không có trách móc gì đối với người đã nuôi chị hồi xưa. Khi mà chúng tôi gọi điện qua điện thoại ấy, thì chị khóc.
nhưng mà chị tha thiết đi tìm được người mà có thể là chị họ của chị, đó là người đã nuôi chị trong hơn một năm. Và cái ký ức mà sống với gia đình của người đấy thì chị còn nhớ nhiều hơn cả những cái thông tin mà về gia đình ruột thịt của chị trước đấy. Xin mời chị gái lên đây. Rõ ràng là nếu mà gặp được cái người mà gái nghĩ là có thể là chị họ ấy thì chắc chắn là mình biết được quê của gái đúng không? Hồi đó là nghe chị ở Quy Nhơn. Chị là về tận quê của em để đón em lên Quy Nhơn đúng không? Hồi nhớ là chị Chẩm. Vẫn gọi là chị Chẩm. Nhớ làm đứa con. Đứa Thành Nhân, Thành Tâm. Con gứa thì Quyền Tròn, Khánh Tròn, Thổ Tròn. Có gặp mà chồng của chị gái lúc đó không? Nói chung là hồi đó nhỏ không biết, thấy có anh lao lao vì anh mẹ bù đù rèn ri ấy, chứ không biết là Cái thời điểm mà em đi xuống tàu cùng với lại gia đình bà Trầm mà đi vào đến trong này đấy, dạ. Lúc ấy nó như thế nào? Đi sao em thấy đi nhiều ngà lắm. Đi chắc cũng bây giờ mình nghĩ là chắc cũng một tuần vậy đó. Mới tới trong đó. Tới trong đó thì lúc tới thì chỉ ở cái nhà có đông người lắm. Cái rồi ở đâu thợ giòn cái chị mưu thuê nhà hay mua nhà gì không biết, chị ở riêng ra. Ở riêng ra thì cái nhà đó gần cái chợ. Với lựa gần cái chỗ mà tối họ ha hộp đồ đó. Có một chị em ruột chị ở thì cái chị em ruột ở nhà thì sống chung thì không sao, mà sao thấy chị đó về cõm giót sao mình sợ, mà không biết sợ vô cái chuyện gì. Mà sợ. Thế cái ngày mà không đi lạc cái là nó như thế nào? Thì bình thường thì chị ít ở nhà lắm. Lâu lâu chị đi đâu, lâu lâu chị mới về. Mà lúc chị về là sợ lắm. Không biết sao mà sao cứ thấy chị là sợ. Thế là em đi ra rừng. Em đi vô rải, em hơi rau. Mà em đi miết thì không sao. Có một hôm đó sao em đi mưa cái em bị núp. Núp cái em quằn miết, em không biết đường về nữa. Và thế là em lạc đến nhà của má chồng của chị Tám. Của chị Tám. Rồi, tức là em đi vào trong Suối Nghệ là cùng với gia đình vào quãng độ đầu tháng 4 của năm 1975. Và cái lúc mà em đi lạc từ Suối Nghệ được đưa về Quảng Ngãi thì đấy như mọi người nhớ là tháng 10 của năm 1976. Dạ, lúc về em đâm cưới của anh Trơ Út năm nhỏ, em nhớ cái anh Nam đó. Đi tìm chị Trầm thì nếu mà gặp thì em có nhắn gì với chị không? Bây giờ em lớn rồi thì em không sợ nữa. Hồi đó sợ chứ bây giờ thì là trong gặp. Gặp để gặp chỉ mới tìm được người thân của mình. Bà Trầm chính là người mà nếu mà mình gặp là chắc chắn tìm được người thân của em. Dạ. Tìm được quê của em. Dạ. Thì để mà tìm được bà Trầm thì như chị Chi Ly đã gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân của xã Suối Nghệ để mà hỏi thăm. Dạ. Em xem nhé. Các nguồn tin đều xác nhận có một gia đình với tên những người con tương tự đã từng sống tại trung tâm xã Suối Nghệ. Tuy nhiên gia đình đó đã không còn ở địa phương từ mấy chục năm nay. Và cũng không ai nhớ tên bà Trầm mà chỉ nhắc đến tên người phụ nữ là Tuyết Anh, là vợ của ông Bang, nguyên cảnh sát trưởng huyện Phù Cát hay Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định. Thông qua Ủy ban Nhân dân xã Suối Nghệ, chúng tôi gặp được ông Nguyễn Phi Trường, người Quảng Trị di cư vào đây từ năm 1972. Ủa, chú ở đây từ năm 72, hồi xưa chú làm phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Đức. Chú về hưu, giờ chú về, chú bây giờ chú mới làm trưởng thôn. Đấy là em anh Bang. Anh Bang là anh ruột á. Anh Bang là ruột, anh ruột. Là anh ruột của anh. Anh có biết là cái thời năm 75 khi mà ông bà... ông bà có dẫn theo một người... Thấy có, hồi đó còn nhỏ mình có thấy còn có một người ở. Nhưng mà mình biết người đó tên gì ở đâu. Tại vì ở thời gian trong vòng chẳng còn tháng à. Tháng 2 tháng gì rồi là đi rồi. Chẳng có ở nhà mình nữa. Họ bỏ đi hay là sao? Có đuổi đi hay là người ta mang đi hay là... Hay là em đi đâu mình đâu biết đâu. Dạ. Anh trai anh hồi xưa là ông làm quan trưởng. Quan trưởng của Cát. Dạ. Vợ anh Bang tên là gì chị? Tuấn Anh. Cái gì Tuấn Anh nhớ như là... Dạ. Vợ anh Bang là người Bình Định. Vậy là gia đình bây giờ là đang đâu anh? Nghe nó ở Mỹ. Anh vậy mà không có liên lạc lắm, không liên lạc được. Anh cứ đổi cho em luôn. Rồi. Hỏi thêm một tí nữa. Thế nhá. Còn mấy người em ruột của ông Bang. Thế bây giờ hỏi cái nhà này. Bây giờ em có liên lạc không? Ồ, trẻ quá hay rồi. Trời đó, bây giờ mình phải chim.
Là mình có biết gốc gác của cô này là con của ai? Người thân khác của ông Bang cũng chưa thể giúp như chị hề của cuộc chia ly liên lạc với bà Tuyết Anh, rất có thể chính là bà Trầm. Tuy nhiên, như chị hề của cuộc chia ly đã gặp may khi tìm cách liên lạc với những người con của ông bà. Một sự tình cờ may mắn khi anh Trần Văn Bé, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Nghệ khi đó, từng là bạn học phổ thông với một trong ba người con gái tên Trang của bà Trầm. Mất một thời gian kết nối vòng quanh, anh Bé đã cho chúng tôi một số điện thoại ở bờ đông nước Mỹ. Vậy là sau đó thì như chị hề của Chili đã gọi tới cái số điện thoại đó và gặp được đúng chị Trang. Và chị Trang nói rằng là mẹ của chị đúng là bà Tuyết Anh, là chị họ của chị, và bà cũng có tên là Trầm. Chị Trang có nhớ rằng là năm 1976 đó thì là ở trong nhà có một người họ hàng, lúc ấy là 8-9 tuổi, nhưng mà ở được có một vài tháng thôi, sau đó thì bỏ đi đâu mất, không biết. Sau đấy thì có liên lạc được FaceTime với lại bà Trầm. Năm nay thì bà cũng 70 tuổi rồi, bà cũng ít về Việt Nam. Thì bà có rất là vui mừng là tìm được chị, bởi vì bà nói rằng là cái lúc mà chị đi lạc á, thì là bà cũng phải đi tìm khắp. Bà cũng có nói kể lại cái thời gian đó khi mà ông thì đi học tập, còn bà thì một mình phải bươn chải để lo mọi chuyện, nên ra là cuộc sống thực sự là khó khăn. Bây giờ trước mắt là em có ơn chị, dù sau nói chuyện giúp em một thời gian. Lúc chị ta dẫn đây là em có bà nội với là một đứa em trai ở nhà thôi. Mẹ em gồ em khác mà bà nội đứng nhìn biết cái bà nội em ra dẫn em vô. Em kêu nói cứu con, đừng có cho con đi. Mà nội cứ đứng nhìn miếng. Em biết là sao không? Bây giờ nhé, để xác định với em trước này. Chắc chắn quê em là ở Bình Định. Quê em ở huyện Phù Cát. Chắc chắn là như vậy rồi. Đấy là đích đến của mình. Mình tiếp tục tìm ở Phù Cát. Nhưng mà trước hết ngay bây giờ. Bây giờ hãy kể lại một chút tất cả những cái ký ức rất là mờ nhạt của em về quê hương đã nhé. Và những cái ám ảnh của em. Hồi cái nhà cô thì nó thấp, mà đằng trước thì trước mẹ nhà cô này là nó có cái đường cơ đi mà rồ bằng cái cổng lớn mà gơ đó, rồ thưa cho đó. Mà chiều là cô thấy anh chị đi hạ về là mẹ uống dừa trén đậu nấu, cứ sáng là cũng có một luồng đi bộ qua, rồi chiều cũng có một luồng đi bộ về cho đó. Mẹ con giờ tráng thấy đẹp lắm. Còn cô nhớ là cô nó xa này, cô ông chú nó là nếu mà sinh đứa con gái, dù cô có em xin cô cũng cho nó hạ. Mẹ được có ô giờ tráng cho cô mới mở nguyện. Rồi ước thứ hơ của cô là ông cho mà cô có một cái mảnh đất nhỏ nhỏ, lột cái nhà mình lập đất vách, lập đất cũng được, lập ngó cũng được, rồi mình ở riêng vợ chồng con cứ xâm hộp với nhau như vậy. Chị gái nhớ ba là cảnh sát, nhà có chị Đầm, chị Bích và hai em trai. Một đêm ngủ dậy, thấy mẹ đã chết, một trong hai em trai còn bố cũng mất theo. Ban đầu là chị Bích đi trước, một thời gian bây giờ thì cô nghĩ là cô không biết là thời gian bao lâu. Rồi đến sau đó tới chị Đầm đi. Từ nhà xuất phát ra đi, cô cũng không biết là là cho chị đi, chứ tự nhiên bốn chị em ở chung với bà nội mà sao đi từng chị vậy. Thì cái mấy người hàng xóm đó họ kêu hơ chị mà đi rồi tiếp tục tới mày đó. Cô cũng sợ thiệt, cô trong làng mình cũng sợ, mà hơ chị đi là cô nhớ lắm. Cô nhớ, cô kêu ủa sao hơ chị đi luôn không về với nội. Bà nội kêu nó đi ở cho họ rồi. Từ xa khi đến cô đây thì cái vợ cô đây là cô, họ dẫn cô lên xe rồi thì cô mới quá lỡ đứa em, thì lúc đó họ chở cô đây rồi. Rồi mình nghĩ sao mà hơi chị đây rồi mình đi nữa mà sao em mình ở nhỏ. Thì hồi đó nghĩ là em thì cứ đạp quái thì cho tôi xuống xe tôi dẫn em tôi bớt, mà họ dẫn nó ra ông vô. Hồi cô nghĩ ông cha cô nè, sau là không có để ba chị em
bốn chị em mình cùng một nhà đó, làm ăn dìu dắt với nhau. Ví dụ mình lớn lên là chị em xâm hợp với nhau, chứ tự nhiên mỗi đứa mỗi ngõ mà cuối cùng là một mình thằng em ở nhà với bà nội là cô rất là đau khổ. Cô nghĩ là hơi chị lớn hơn mình, chỉ bưng mình làm ăn được thì hơi chị đó vẫn làm ăn được, còn cái thằng em của mình đó không biết nó sắm chết như thế nào, lúc nào cũng nghĩ cái thằng em. Trong thâm tâm của bây giờ cô cần tìm nhất là thằng em đó. Chứ hơi chị là cô nghĩ cô vượt qua thì hơi chị cũng vượt qua, mà đứa em cô nhớ là hầu đó cái này nhỏ sẽ nó thấp lắm, mà nước nó dâng lên á, cứ xách bón chồng 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 lên cái giường hơi chị em đứng á, mà tự nhiên họ tá họ dẫn qua đây là bất ngờ quá. Sau này cô về đây là cứ nghĩ miết nữa thằng em, biết bây giờ nó sống hay nó chết. Lúc đầu cô cũng suy nghĩ về cái thằng em. Cái lúc mà đọc thư của em á, lúc nói chuyện với em á, thì chị rất là ấn tượng cái chuyện rằng em luôn luôn nghĩ về em trai. Và cái lo lắng của em ấy chính là các chị gái thì cũng giống như em, các chị đi ở được thì các chị sống được, còn em trai của em ấy thì nó là con trai, sao nó đi ở được, thế không đi ở thì nó sống như thế nào. Em rất là mong gặp em trai đúng không? Thế bây giờ mình chưa về Phù Cát vội, mình lên một nơi khác nhé, mình đi lên Buôn Mê Thuột. Em xem đây cho nó rõ. Coi đây là nó độc lạ, không có coi thứ hai đụng là hàng nó. Thì nó chết một nửa, nhưng mà còn một nửa phía sau nó sống mà nó lên nu hết em. Khách Hà Nội trả 50 triệu anh không bán. Nhưng mà nhìn người nhìn vào không biết là cho rằng nó là một cái cây chết. Phía trước nó khô hết em không? Đây. Đấy, như nó. Ồ, hay vậy. Ừ, nhưng mà phía sau nó là, như phía sau sống hết không? Thì nó mong dính ở trong kẹt đá, không biết là cái bao nhiêu năm trong này, trăm năm hơn hay là hơn nữa. Nhưng mà những tác phẩm này nó mang tính chất độc lạ, chứ không phải là nghệ thuật mình đã thiên nhiên tạo mà. Cái này sắp tới đưa Bình Định này, cho mà anh Canh là hai em đứa bấm anh lật hết lá, coi là ra một ba bộ lá non đỏ tươi đẹp lắm. Nhưng mà nó thiên nhiên tạo ở trong kẹt đá, mà nó sống nó khô cảnh nó. Đây tác phẩm gọi là tàn thì không phế. Đúng không? Tàn chứ mà không phế. Hay cả người gọi nó là mảnh đời còn lại cũng được. Chưa được đấy, nhưng mà trước là nghĩ là nó sẽ chết vĩnh viễn, không bao giờ nó có được cái niềm tin và nghị lực như thế nào. Mà nhìn về sau cũng thôi. Cái cảnh này anh đam mê từ lúc mà anh chưa có thằng con đầu anh mà. Ở dưới Bình Định à. Cho sau khi hồi mãi mê kinh doanh á, thì anh có mấy cây gọi là anh chơi thôi, chơi theo cái đam mê á. Nhưng mà sau này anh không, tuổi lớn anh không kinh doanh gì nữa đó. Anh mới quay về, anh vừa chơi vừa đam mê, vừa giao lưu mua bán thực thụ là chính thức cái nghề. Bây giờ cái cảnh nó cũng trở thành ngành kinh tế mà nó giải quyết công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Thật sự mà nói là mình là giờ là gốc người Bình Định, mình đam mê cái cảnh, mình lên đây mình khơi dậy, mình làm cái phong trào về sinh vật cảnh đó. Cho nên là mình giờ là chủ nhiệm câu lạc bộ sinh vật cảnh của tỉnh Đắk Lắk. Trên đây là một điểm trung tâm giữa lòng thành phố, trên cũng được anh em tạo điều kiện cho mình trưng bày ở đây để làm một cái cầu nối vừa khách địa phương về khách phương xa đến. Năm xanh của anh là bây giờ cả nước thì biết rồi. Đúng rồi, giờ nếu trong giới chơi ca thì giờ nói đến năm xanh thì cũng được cái vui mừng là giờ hình như cả nước đều biết. Anh theo nghề với thực hiện 13 năm. 34 năm. Ủa, cái này là mấy thân? Có 10 thân rồi, bảo đảm máu tạo vòng. Gái không nhớ tên rồi. Của em trai đúng không? Dạ. Nhớ hơi chị. Nhớ hai chị. Chị tên là Đầm, chị tên là Bích. Dạ. Còn em trai của các chị Đầm và Bích thì tên là Nguyễn Tấn Xanh. Dạ. Con của ba là Nguyễn Tấn Tiết. Nhớ. Thế em trai của em đó. Anh là thứ miền Trung mình đó, là không có cả. Người đầu tiên là gọi là thứ hai.
Rồi thứ ba, thứ tư, anh là thứ năm là con út của nhà luôn. À, cho nên anh có cái biệt danh là Năm Xanh. Ừ, bà già sinh ra 4 chị em. Bà chị cả mình là tên chị Đầm, hiện giờ sống ở dưới các thành phụ các Bình Định. Và chị kế là chị thứ ba là gọi là chị Bích, là giờ có chồng ở các Hưng phụ các Bình Định. Rồi mình không may là có bà chị thứ tư á, kề mình là Nguyễn Thị Níu đó, tên là Nguyễn Thị Anh. Chứ mà từ ngày cách mạng giải phóng tới giờ, năm 75 tới giờ thì chị lưu lạc đâu biết. Sau này nghe bà nội với lại những người lớn tuổi á kể lại á, rồi sau đó chị lưu lạc không biết trong trường hợp nào, không biết là chị ở đâu, đã chết hay sống. Anh Xanh chở chúng tôi trên chiếc xe của anh đi 300 cây số từ Buôn Mê Thuột về quê nội quê ngoại của anh ở Phù Cát. Đấy, ở huyện Phù Cát anh á, nó có đặc thù là đi đâu cũng nhớ về cái hòn núi Bà. Núi Bà tức là cái cục đá đó, ở xe mà nhìn vậy chứ mà giờ tất cả các xã trong huyện đều nhìn thấy cái hòn núi cục đỉnh Bà đó. 50 năm, cảnh vật Phù Cát đã thay đổi cả rồi, chỉ riêng dạng núi Bà và hòn Vọng Phu vẫn uy nghi đứng đó, chứng kiến từng số phận con người qua năm tháng. Ông Nguyễn Tấn Tiết và bà Phan Thị Liệp đều cùng quê Cát Khánh, Phù Cát trước đây. Người ở đầu Bắc, người ở đầu Nam của xã, cách nhau 6 cây số. Con đường đất ngày xưa nay đã được bê tông nhưng vẫn là đường độc đạo, đi qua một chỗ gọi là Bao Tử Nhím, chính là đoạn cống thủy lợi này. Chẳng nghe nó mùi dịp con làm mà. Anh thấy là ba luôn đó, cho tác xã mình không quan à. Không tác xã chứ không có cái. Cho tác xã giải thời chưa? Thì gần 4 cái tác xã là bao lâu? 13 năm đấy. Anh là thành viên của hợp tác xã nông nghiệp. Hồi đó là anh quản lý cái hồ thủy lợi Chánh Hùng. Đầu tiên nhất anh vào đời để em làm có kinh tế là anh đi rừng coi chặt khúc khúc cái đẻo vuông vuông á, về để cho mấy ông thợ ông gì ông xả ra làm bàn ghế để ngồi á, để anh sống qua ngày. Chứ hồi đã nhỏ đâu có làm ruộng được. Nhiều sau khi rồi anh lớn lên rồi anh sắm chiếc xe đạp rồi đi mua bán lặt vặt, mua đường về bán, mua mít về bán trong quê vậy rồi. Không đẹp không, xe là xe đầm, gọi là xe đầm là cái sườn thấp, còn xe anh xe sườn ngang. Đi 70 cây số. Vậy mà giảm mấy nó cái động lực á, nó khổ á, ham tiền á, làm. Thời đó thời bao cấp nữa. Mua vào đây, rồi anh mang đi bán lẻ. À, anh để tại nhà anh luôn. Anh bán lẻ hàng xóm tới mua ủng hộ anh. Mà hơn nữa là có nhiều người họ muốn mua chỗ khác là họ không mua, họ mua mục đích là vừa có họ dùng mà vừa ủng hộ anh nữa. Cái kiểu gì họ thương anh á. Cho nên nói chung là trong quá trình cái chuỗi cuộc sống, anh một đứa trẻ mồ côi mà được sự đùm bọc thương yêu của những người xung quanh mình đó, thì anh trưởng thành. Nhiều lúc anh quay lại anh không biết anh trưởng thành khôn ngoan từ lúc nào, mà trưởng thành từ đâu anh có vốn mà đến giờ này thật sự mà nói vậy. Quê nội ở đầu phía Nam, thôn Chánh Hùng chính là nơi Xanh đã được bà nội giữ lại nuôi sau khi mẹ anh qua đời. Mà mỗi lần anh đi karaoke bất chợt anh nghe lại cái bài hát mà nói về mẹ là anh tự khóc, tự ngừng lại, tự dừng cuộc chơi đi về. Nhiều lúc bạn bè nó cũng không hiểu tại sao. Cho nên ví dụ anh nói em hát tới cái đoạn mà mồ côi tội lắm bay hơi, đôi con khát nước biết làm sao đây á. Tự nhiên anh nhớ là cái tuổi thơ anh. Tự nhiên người ta phổ nhạc hay quá. Người ta hỏi một câu rất là đau lòng đó. Mồ côi tội lắm bay ơi, đúng em. Đôi con khát nước biết nhớ hoài hoài. Cho nên anh rất là nhói tim và rất là buồn tủi trong khi ai nhắc đến hoàn cảnh của anh. Anh trưởng thành rồi, anh đi mua bán mà có những người ta xoa đầu anh, người ta khóc. Thế thôi, người ta lúc có biết, người ta biết mẹ anh mất mà sữa không còn nữa, mà anh cứ bò qua dưới cái vú bên này, anh bú không có sữa, anh bò ngược lại vú dưới anh bú nó cũng không có sữa. Là người ta ẵm, người ta bế lên đó, những người hàng xóm đó, người ta kể lại, người ta tự khóc. Rồi anh khóc theo thế thôi, anh đâu có biết gì đâu. Lúc mẹ mất, Xanh mới 2 tuổi. Trong những năm lưu lạc, chị gái đã không thôi day dứt rằng em trai mình làm sao mà sống sót được, vì là trai, làm sao đi ở cho người ta được như mấy chị. Xanh đã từng đi chăn bò cho họ hàng, rồi đến 14 tuổi là lặn lội khắp vùng rừng hồ này,
đánh trụ gỗ về cho dân trong xã dựng chuồng heo. 14 cho tới 20 tuổi. Ông anh con bác ruột anh, ông thương anh đến mức độ mà ông nói để cho lớn chứ mà làm trẻ quá sức lớn rồi, ông đồ đá rìu ông bàn bầm vô đá. Ông thương anh có đó. Hồi đám cưới chị anh là đi bộ mà, đâu có xe đâu. Đi bộ sang từ bên xã Tân Hưng đi sang này, đi bình đường đèo, qua đèo. Nó có một cái đường mòn đi người ta lừa trâu bò buôn bán qua lại á. Coi như là lúc chị gái đi lấy chồng là... Ba cũng không chứng kiến luôn. Nghe chị anh cả chồng ba cũng không biết luôn. Lúc. Cho nên cái dĩ vãng nhà anh nó rắc rối lắm, mà nó á lắm. Thương tâm. Có một thời gian anh còn ở chân bò cho người ta nên cơm anh đi học mà. Rồi sau cô anh bà thương á, bà nói bà mới không cho ở nữa, bà nói mang tiếng á. Và cô ruột anh á, bây giờ cô ruột anh vẫn còn sống mà, 87 tuổi. Ở đâu ấy? Gái còn nhớ bác Chín không? Bà là chị của ông Tiết, thương xót bốn đứa cháu côi cút. Nhưng cuối cùng bà cũng chỉ đủ sức phụ mẹ nuôi đứa cháu trai. Giờ mình ghé nhà cô thôi. Gần đây anh chạy luôn không? Ok. Hồi ấy mùa là hồi cái giải phóng ấy là ba ông đi rồi ông gửi chị Hai Đầm á là gửi cho nhà chuộng bốn chuộng đúng không? Ở trong chuộng. Ở chuộng. Còn chị Quanh là ở cho nhà Chấm. Chấm đó. Đúng không? Phải đúng ở cho nhà Chấm không? Ừ. Nhà bảy Chấm đúng không? Ở trong Chấm đó. Ừ. Đúng vậy phải không? Ừ. Chuột chà của không dai cho nó gặp nó còn chót chồng. Tạo anh, dạ. Tự ở cổ con có chồng thì là sao chót rồi. Mừng á. Mừng anh. Mừng á. Dạ. Nó được luôn mập á. Mừng mập hả? Mừng. Chị Đầm lấy chồng cùng làng Chánh Hùng, anh chị có nghề nấu rượu cũng đủ sống. Còn chị Bích lấy chồng ở xã khác bên kia núi, lâu lâu mới chạy xe về thăm chị. Mẹ mất, hầu đó là nói chung là giờ phải dùng chị em là chỗ là còn không ai nuôi. Phải chia, mẹ ơi là phải nuôi, nấu nuôi, anh chị nuôi. Hầu cách mạng mới giải phóng đi Sài Gòn còn khó hơn bây giờ người ta đi Mỹ đó con. Tiền bạc đâu có, mình nhỏ mình cũng đâu biết gì đâu. Có tiền có bạc đi tìm em. Còn cha cũng đi mất. Thành thất lạc từ đó tới bây giờ luôn. Gia đình tan đàn xẻ nghé không phải ở làng quê này mà là tại trại định cư Gò Dưa. Hầu đó người ta kêu là cái Gò Dưa, cái khu định cư là dân gốc đó ở không con. Rồi dẫn đến đây ở thời gian là cái mẹ mất lắm rồi. Chị em thất lạc đứa nào. Đứa nào hết cho không được sống chung. À, phía vậy cô là con trai không à. Có một mình mẹ cô con gái. Là cái ông cậu lớn, ông nuôi thao dẹt giả. Chiến tranh là mê đai mai đó thôi. Vô anh cho đất mấy mẹ con dẫn vô có nhà ở. Rồi thằng chồng này nó có làm việc nó ở đâu thì nó chiếm đi, nó chiếm còn nó không chiếm vô ở có anh cái em. Tàn cậu hồng thương. Rồi cái là sắp xếp là mùng 10, đây là mùng 7 mẹ bị mất. Cái lúc đó là cô nhớ ra được là mẹ nằm dưới đất mà dưới tấm giạc cho không có nằm trên giường. Tự vì giường là đợi đánh bạc ni đồ, đợi cất, đợi trâu chơ vô gia trang. Là thằng em nằm dưới mẹ. Còn cô, ba chị em cô là nằm trên giường. Trên giường cờ mẹ chứ mà nằm trên giường. Đêm đó mình không biết chuyện gì xảy ra không? Không, ngủ sai không? Nói cho không biết đâu con. Mình trong giấc ngủ mơ lên mà. Làm sao biết được, chừng sáng dậy là thấy mẹ mất. Rồi em nó mò trên mình nữa.
mẹ thì mất, cô biết mẹ mất, ấy như cô nằm mơ, lúc nào cũng là biết mẹ mình mất là mất hẳn rồi đó. Tự nhiên cô nằm cô thấy mẹ cô mất mà giống cái đầu tác là có việc đoạn rớt, cái giấc mơ của cô như vậy đó. Chứ mà cô không dám nói với ấy, cô giữ biết là cái giấc mơ cho mình không có thấy thiệt. Tới cô ngủ tự nhiên cô thấy cái giấc mơ của cô, mẹ cô chết mà sủa cái đầu tác giờ vậy nè. Mà trong cái đầu tác mẹ cô có một viên đoạn rớt rồi. Mẹ vẫn đạo bình nói qua bên mong. Lúc mà mẹ tóc dài không có rớt viên đạo thường chiều phía ngoài lên đây là mẹ ôm đau mẹ rơ ra dụ tóc nó rớt viên đạo ra. Mẹ tóc dài lắm. Con nhớ mặt mẹ không? Nhớ. Mẹ em tên là Hệt vì em giống hệt mẹ. Sau khi mẹ mất thì không ai gọi cái tên đi nữa. Thôn Chánh Lợi quê ngoại là nơi năm đó mẹ đã được đưa về nằm cạnh ông ngoại. Còn cho nên tại sao phía mẹ anh lại ở phía ngoài anh, là mẹ anh chết ở Vũ Cát á, là ngoại anh, mấy anh cậu anh là thương mẹ anh lắm, cho nên chuyển thẳng về. Hồi mẹ sinh chị nhỏ gọi là tục là tên chị Hệt, mà tên chính thức là Nguyễn Thị Oanh. Lưu lạc mấy mươi năm nay nhờ chương trình người ta về, ta làm phóng sự để mà đoàn tụ gia đình. Chị Đầm đi ở cho người họ hàng là sĩ quan cao cấp sư đoàn 22 ở Quy Nhơn. Tháng 4 năm 75, Lê về đến nhà ngoại thì chỉ còn một phần sống, chín phần chết. Cậu Bảy là anh của bà Liệp, không vợ con, mới quyết lấy một chỉ vàng cuối cùng của ngoại, cõng cháu đi bệnh viện. Rồi bác sĩ mới phát hiện ra nguyên nhân, chỉ là vì lãi kim. Một tháng sống ở viện, rồi sống. Chị Hai à, ở với cậu gần 15, gần 20 năm á. 20 năm là sao, ở đó chừng nó ưng thì nữa. Ông Thiệp vẫn chưa hề nguôi đau xót khi nhắc đến số phận oan trái của em gái và những đứa cháu cô cút. Là nghĩa là anh giờ còn ở trong là ảnh đi cảnh sát mà rút lưu đô theo cái vụ đó là ổng không tù tội hết, ổng có gia đình làm lớn trong thời kỳ Mỹ hết, làm lớn có ông anh là, hơn chục năm trước nghe tin nhà bà Trầm có người từ Mỹ về thăm quê mấy tiếng đồng hồ, ông Bảy lật đật chạy sang thôn Chánh Hùng hỏi thăm về cháu Anh thì được nghe thông tin là Oanh rơi xuống biển trong lúc vượt biên, hoặc Oanh đã lạc khi sang đến đất Mỹ. Con bà Trầm mới là cậu gặp con bà Trầm ở đâu? Ở tại Chánh Hùng. Một là rớt xuống nước, cái tàu thấp ở dưới ấy, mấy gì thấp ở dưới ta đưa ra người ra ấy, nó dứt. Hai là lên trên tàu đông quá cái bà nó nói tóm lại là bà nhà Trầm trả lời là khi qua Mỹ là nhìn lại không điểm danh lại số người là không có chị Anh. Không có gì qua vậy mà không biết chị Anh ở đâu lại từ ở lúc ở đất liền hay là đã lên tàu rồi bị xô xuống. Nói chung người ta nói trả lời một câu vô trách nhiệm, vô trách nhiệm là cái kiểu, nhưng mà nó không, hồi lúc đó thấy lên tàu rồi bị nhưng mà qua bên Mỹ là không thấy nữa thì khẳng định là chị Anh rất biệt. Thì giờ cái chuỗi ngày cậu kể lại là cái thời đó là
tụi con đứa nào phải chảy nước mắt, nhưng mà đó là hoàn cảnh lúc mà tụi con còn nhỏ, còn tuổi thơ, đúng không? Nhưng mà chính xác nói cậu vui mừng là 100% là gia đình mình sẽ có, cậu sẽ có một con cháu về với cậu nha, chưa có chia ly với cậu. Quá khứ dù đau xót mấy cũng đã qua rồi. Đời có lẽ đã bù đắp cho nỗi cô cốt của hai chị em bằng hạnh phúc gia đình sau này. Nhà chị bắt giờ ở xóm này. Hả? Cho nên giờ em quay cái hổng là cái đèo chứ anh em mình đứng bên hồ quay đó. Giờ em quẹo, anh quẹo tay phải này. Okay. Chị Đầm, chị Bích đều may mắn có được người chồng tốt, chí thú làm ăn. Mỗi chị đều có 5-6 người con trưởng thành có hiếu. Mà cô biết là cô Bích nào? Ngày hôm nay các chị đều kể rất nhiều, như kể một lần để quên đi dĩ vãng. Chị Bích kể lúc mẹ mới mất, chị vô tình bị trúng mảnh trong một cuộc ẩu đả tại trại định cư, rồi được người quen đưa vào nhà thương. Mảnh nó còn ở trong, giờ là cô ốm trong nhà thương một thời gian lâu lắm. Giờ là bắt đầu bác sĩ nó theo dõi cái cô là nó còn mảnh, đó là bắt đầu mổ lại một lần là cái xong rồi là có cái xe táo bắt cô đi, là nó đưa vô trại một câu con không cha mẹ. Cô ở đến thời gian đó là được bao lâu cô cũng nhớ rõ, là chắc cũng gần một năm sao, là ông cha cô là ông vô dẫn cô về, ông dẫn cô về là cô mừng tương đó là về nhà ở với chị em. Không ngờ ba cô dẫn cô về là ông cho đi ở người ta, là cái ông gì mà gì thiếu ta ban ở gia đình ông đó. Mình nhớ ảm em không được, mà em té người ta cũng quấn, rồi người ta sai mình làm không nên người ta cũng quấn, là khô quá, rồi cô tìm đường cô trốn về nhà cô. Ở nhà thời gian sau là bà chị dòng họ gì dưới phía ba cô, chứ không phải là mẹ cô, mới vô xin cô, là lúc đó là cô mới sợ người ta dẫn cô đi nữa. Lúc đó chị Bích cùng 8-9 tuổi, bằng độ tuổi mà gái được mang đi cho chính gia đình đó, rồi thất lạc. Tình giờ, mấy năm nay, lạc em mà lúc nào suy nghĩ con, suy nghĩ tạo. Cô nhớ lần cuối cùng, cô đi ở trong ta, cô về cô thăm. Chị ơi, em ở nhà khổ lắm. Chị có tiền mà cho em đi. Cô mới nói là chị ở người ta đâu có tiền, ta cho chị ăn học cũng không. Giờ thăm em với chị cũng có tiền, chừng sau cô đi nữa là nó nha, là lạc đó bây giờ. Mẹ không gặp em nào mẹ. Bao năm nay thì cứ em chờ rằng ngày nào mà năm nào qua mẹ thì cũng nói nhớ giá em chứ hằng ngày thì này biết sao em chờ không phải tàu. Mẹ em cũng gặp em một lần. Em sẽ xem và em sẽ thấy rằng là em sẽ rất rất biết ơn cái đứa em mà em đã mong muốn gặp nhất đó, chính là người mà đã giữ cho em một món quà vô cùng quý, giữ cho em được cái tình cha con cho đến bây giờ nhé.
thời điểm đó là thời điểm năm 1991. Lúc đó mình vừa tròn 21 tuổi, mà hồi đó ở quê lên cái đèo An Khê á. Cái đèo An Khê á, mình làm gỗ. Thì lại nghe anh em ở An Khê nó xuống nó làm á. Nói chuyện là có 10 cô đơn đang ở trên đèo đèo rồi vậy đó. Cái sau nó mang máng á, cái kiểu như có một số người sau cái thông tin nó, hình như ông đó là ông già mà sao á, kiểu vậy. Sau đó là cái năm 91 mới lên gặp ba. Gặp ở 91 ở trên đèo An Khê. Sau đó năm 96 mình nghĩ giờ mình để mà ba ông ở một mình rồi, rủi ban đêm hôm đau bệnh gió mấy rồi nó không an tâm, mình mới nên nỉ ông về. Chứ ông không chịu về vì ông sĩ diện với làng quê với gia đình, là bao nhiêu năm đi giờ về với thân tàn ma dại, không có tài sản, không có gì hết á, cho nên ông mặc cảm ông không về. Nhưng mà mình nghĩ thôi, cuộc sống con người của cải là vật chất là nó thường mà, sức khỏe và con người nó mới, cho nên mình tha thiết mình năn nỉ, mình mới đưa ông về, ông già về sống với mình, là năm 1996. Quá khứ nó cũng qua rồi, giờ chị em cô ráng sống tốt, nhất là em sanh giờ nó rất có hiếu với cha cô, đi lại bà rửa. Nói chung là cuộc sống của cha từ vật chất tới tinh thần là em sanh nó rất có giờ nói thiệt cha. Kiểu cha làm không phải thì trời đất của cha mình, còn mình là đạo con cái. Chuyện quá khứ nó cũng đã qua rồi, mình khô đâu nó cũng đã qua rồi. Bây giờ cô mong sao là gặp lại em mình đã cô mừng rồi. Mình giờ bà 85 tuổi rồi, bà đừng suy nghĩ một cái gì về quá khứ nữa hết. Nhưng mà ba bên nên nhìn hiện tại, ví dụ giờ nhà có người cúng dỗ nội, từ cháu kêu ông nội ông ngoại cho tới cháu kêu cố là giờ cũng ngồi ba cổ mới hết, đúng không? Đúng. Đó là, cho nên là thôi bây giờ là tuổi đã 85 rồi. Ngày xưa ông bà nó thất thạch bất với hình là 70 tuổi là không còn hình phạt gì đó với người 70 tuổi nữa, đúng không bà? Ông nhận. Tức là giờ bà nói với ba đứa con, thời gian gọi là mất tích chị của con nó quá dài rồi. Mà bây giờ con cho ba nghe một cái tin này, tức là rất quý hơn gì trên đời của ba. Ba không có cái gì giận hờn mà buồn tế mà trách móc con. Ba mừng. Ba không có cái gì giận hờn mà thương con, gặp được con là điều vinh hạnh nhất cuộc đời tuổi già. Sắp về lòng đất lạnh ra không có cái gì. Ủa mà chú, sao hồi xưa chú đặt tên hai chị là Đầm Bích? Không, ở đây thường cháu bài. Đầm bài. Đầm Bích. Đi đâu bố bài cho cứ. Vậy sao là tên xanh với lão anh? Có một mình đó đặt tên xanh, tức là cây xanh bỏ đầu cùng sống rồi. Còn anh thì sao? Còn cái tên anh thì sao? Anh là cái hồi đã một thời anh liệt chắc. Mm-hmm.
chồng của chị Oanh đây ạ. Chị đầm hôm nay đi xa nhỉ? Xuống đây. Ông có khỏe không? Sức khỏe bao nhiêu thường à? Đây ông nhìn này, con cháu đông không? Là mình đánh mà. Bà sẽ tùy là con nói ra rồi thì bà cũng bình tĩnh đi, để cho con vui đi. Bà cho con động lực đi. Sao vậy ba? Bà cho con động lực đi ba. Thật sự mà nói là giấc mơ của đại gia đình nay trở thành hiện thực. Thì trước tiên cũng rất là không biết nói gì. Ngồi với sư cảm xúc của hôm nay tôi gặp được chị Minh, quê cũng cảm ơn với tất cả các cái thành viên của cái chương trình như chưa hề các cuộc chia ly. Bữa nay đã đưa gia đình chúng tôi đến đây, một cái giấc mơ trở thành sự thật mà bao nhiêu năm tôi đã từng thắp nhiều nén hương để dấy lên luôn. Chị tôi chứ không ngờ chị tôi còn sống. Thôi không biết nơi, cuối cùng xin cảm ơn bà. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người đã chờ đợi nhau ạ, đã hướng về nhau ạ. Xin cảm ơn gia đình đã cho chúng tôi được chia sẻ cái niềm hạnh phúc cuối cùng là được đoàn viên như thế này. Xin cảm ơn gia đình ạ. Chia rẽ của cuộc chia ly, tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chia rẽ của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để như chia rẽ của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ. Trong lúc chúng ta ngồi đây bên cạnh người thân quen, chia ly này chuyện vì sao có dòng đời xô ngã nhau về đâu. Trong chính lúc xa nhà đây, tôi đã thấy trong công viên có bao người chờ mong. Xa đi trong lúc chúng ta thản nhiên, trong tiếng hát du xuân có chân mẹ lạc bước qua thềm. Tên riêng của ai mà lòng tôi tê tái, mẹ tên riêng của ai có nhắn
lúc chúng ta ngồi đây, phút giây có ai giật mình nhận ra ai? Trong lúc chúng ta ngồi đây, phút giây có ai giật mình nhận ra ai?